Theo phản ánh của anh Lê Hữu M, 28 tuổi, trú tại Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, vào ngày 7 tháng 10, anh đưa mẹ đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức phường Hàng Bông, quận Hoàng Kiếm, Hà Nội. Sau khi đưa mẹ vào phòng cấp cứu, đến khoảng 16 giờ 30 phút, anh M được những nhân viên y tế hướng dẫn làm giấy tờ thủ tục nhập viện để triển khai phẫu thuật nối đốt sống sườn lưng cho mẹ. Sau khi vay mượn được 40 triệu Việt Nam đồng để đóng viện phí, anh dịch rời từ tầng 6, tòa nhà dời khoa phẫu thuật cột sống, xuống tầng 1 cùng tòa khoa chẩn đoán hình ảnh, rồi sang tầng 1 phòng hành chính tòa nhà An, để xin xác thực và đóng tiền thì phát hiện tổng thể số tiền 40 triệu Việt Nam đồng đã trở nên kẻ gian mất sạch. Do sự việc quá bất ngờ, sau ít phút trấn tĩnh, M phải gọi điện cầu cứu khắp nơi để sở hữu tiền đóng viện phí cho kịch ca mổ vào sáng mai. Sau khi thông tin đến đảm bảo an toàn bệnh viện Việt Đức về việc diệt, anh M được hướng dẫn đến công an phường Hàng Bông trình báo. Anh M cho thấy thêm, khi đi từ tầng 1 đến tầng 6 tòa nhà dời bệnh viện Việt Đức, tiền vẫn nằm trong túi quần trước. Tuy nhiên, sau thời điểm đi qua khu trục quan tòa giờ, rồi đến phòng hành chính anh hoảng hốt phát hiện số tiền 40 triệu Việt Nam đồng đã biến mất. Sau khi bình tĩnh sau chuỗi thời gian, tôi nghĩ số tiền bị mất trộm khi đi qua phòng trục quan, vì lúc đó rất nhiều người qua lại, chen lấn, anh M bi thương rầu thể. Theo quan sát của phóng viên, quanh vùng được cho là xảy ra vụ việc mất trộm tiền có tương đối nhiều camera an ninh. Hiện anh M và máy ấn gia đình rất mong phía công an phối phù hợp với bệnh viện trích xuất camera và truy tìm kẻ trộm cắp.